đầy đủ các tiêu chí, nhạc phải mạnh, hát phải hay, nhẹ nhàng, phục vụ từ 10 đến 15 bàn đổ lại, thì đây là một cái dàn âm thanh đáng sở hữu nhất cho quý vị và các bạn. Hát hò karaoke thì nó là tuyệt vời luôn, đảm bảo sáng rõ uy lực. Cấu hình hôm nay cho anh khách ở dưới Trà Vinh một cấu hình này rất là tuyệt vời luôn, đáng sở hữu nhất cho anh em. Một cặp côm lung 25 đồng bộ từ neo thương hiệu của Robin, sử dụng hai củ bát là voi quay 75 và một củ chép neo nguyên khối 850. Phía dưới là một cặp súp 50 nha quý vị và các bạn, súp 50 bát từ 220, voi quay 100, nho nhỏ thôi nhưng mà rất là uy lực đấy. Vâng, với cái dòng máy thì đây rất là gọn gàng, một cái cấu hình, một con vang tương đối là rất là mới của DB, dòng F35 cho một cái chất giọng rất là thật và echo rất là ngọt ngào. Cho anh em nào hát dở thì nó cũng sẽ thành hát hay tương đối, chứ không phải thành ca sĩ được nha anh em. Bộ mic 550 và nút, và với con men đẩy công suất Ruby R4 1600W trên kênh ở chế độ 8 ohm. Với con men này đẩy thì thật sự là quá dư công suất. Anh em muốn tiết kiệm thì có thể thêm con men công suất, nó công suất nhỏ hơn một chút xíu thì giá thành nó sẽ rẻ đi được chút xíu. Nhưng bộ này anh khách lên chịu chơi lắm, lên phải full một bộ chơi cho nó mạnh mẽ, ok đâu giờ nó sau muốn thay đổi loa không cần nâng cấp thêm men đẩy công suất. Vâng, với một cái cấu hình như vậy thì cái giá thành nó rất là nhẹ nhàng và sẽ có một quà tặng nhân dịp mùng 2 tháng 9 cho anh em. Khi anh em mua bộ này tặng anh em 1.500.000 để mua quà về ăn nhậu, mua bồi, mua bia. Và ngay sau đây mình sẽ test cụ thể cái chất âm nghe đã giá thành, mình sẽ báo cuối video và mình sẽ để trên tiêu đề cho anh em luôn. Ok. Đôi bên có lẽ nào
khi đi tìm một nửa lời nhau. Chúa thương đau, chia tay nhau sao không được bao hẹn? Em chẳng chịu rất buồn bao, anh buồn đơn và yêu bằng chân ta. Sao vừa mãi nên hồn còn bão gió? Rằng một ngày rồi ta cũng còn nhau. Ok, thưa anh em cùng quý vị, với một bộ giảng đồng thanh như vậy, hát với nhau, chơi nhạc, thật sự phục vụ tầm 10 bạn trở lên một chút xíu, thì với cái dàn âm thanh này quá là gọn gàng cho anh em. Quý vị và các bạn có những cái phòng khách lớn thì để những cái bộ này rất là đã cho quý vị và các bạn của anh em. Vâng, với cái giá chỉ có 48 triệu và có một chương trình ưu đãi rất là đặc biệt nhân dịp mùng 2 tháng 9 này, giảm ngay 1.500.000 cho anh em mua bia mua bồi về ăn nhậu với nhau để hát hò, thì giá cuối cùng còn lại bộ này chỉ có 46.500.000 trên bộ này, bảo hành 1 năm full bộ cho quý vị và các bạn. Cảm ơn anh khách đến từ Trà Vinh, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ cho điện máy Robin. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Ok, xin chào và xin hẹn gặp lại video lần sau.